Đây là việc lai tạo giữa chim chị với cả gà tre. Kế hoạch của tôi là sẽ lai được một dòng con lai giữa chị với gà tre. Không biết là này còn thành được không, người là tất cả mọi người cùng đón nhận và chờ xem kết quả. Giờ sẽ cùng lại xem hóng kết quả của sự lai tạo giữa một con rùa gà tre bạch nhạn với cả một chú chim chỉ. Điều này